Như vậy là 2 năm, từ năm 2020 đến bây giờ là 2022, thì Huế thường trở lại cái xóm kinh tế mới của Hòa Đức này, một là cái xóm định cư. Cách đây 2 năm về thì thấy nhà cửa lụp sụp, bà con rất là còn khó khăn nhiều. Nhà cửa thì nhà nước có cho vay ít rồi xây dựng lên, nhưng mà cũng chưa ăn thua chứ cả. Bữa nay về thấy cũng tương đối. Và thời gian vừa rồi thì thực chất ra mà nói thì bà con ở đây là cũng rất là khó khăn. Vì thì đại đa số là ngư, làm ngư thì bữa nay không có cá. Mà đi làm cát thì bữa nay là công an họ về các địa phương là họ cấm tuyệt đối, họ phạt rất là gắt gao. Chỉ còn đi vào rừng mà làm tràm. Nhưng mà gặp trời nắng của Huế thì trong khoảng thời gian này thì nắng thế này thì bà con cũng nản một nhiều, không làm đổi. Hôm nay mà trở lại thôn Hòa Đức này thì đúng chính thức ra thì Hòa Đức gồm có hai xóm. Trước đây là cái Hòa Đức này là nằm ở phía ngoài đường, ngoài phía làng Cẩm Xuyên. Sau này thì nhà nước cấp đất một cái khu vực này để vào đây mà định cư. Tại vì lúc đó ba con ở đây là sống về trên sông, về ngư nghiệp khai thác, cho nên người ta cấp định cư ở đây để cho đỡ lụt. Năm 2020 thì Huế thương về đây là đúng là rất là khủng khiếp, thì lụt rất là lớn. Đường đi thì bị chia cắt. Bây giờ về thấy cuộc sống ba con có phần nào được ổn định hơn thì rất là mừng. Đó. Thấy ba có ai cũng vui mừng khi biết được về thương sẽ mang quà của nhà hảo tâm để giúp cho bà con. Họ đã xuống xa chờ đón ở suốt đã 4 năm hôm rồi, thấy rất là thương. Đấy. Ở những cái vùng này thì ai cũng ráng để mà dành dùm có được một cái ngôi nhà để mà chống mưa, chống bão, chống lụt lội. Đấy, mọi thứ như thế này. Nhưng mà tất cả mọi nỗ lực gắn gương là để có được cái ngôi nhà để mà qua mùa mưa lụt. Đấy, mê mẻo không? Có qua vui không? À vui. Vừa chưa có đi làm mấy mê mẻo là có ruộng nhiều không hề? Đây là không có ruộng là tại vì ba con là tại định cư ở dưới nước lên. Yeah. Không có sao mà luôn. Cho nhắc cái nền nhà thôi. Đấy, nước ngập phải gần lụt cửa nhà đấy chứ. Phải 2 mét trở lên. Vậy là thương ba con đó, cho nên mùa mưa lụt sắp tới rồi. Thì có hai chị ở xa rồi qua về mỗi nhà như vậy là một bao gạo, một phần quà dầu ăn nước mắm, rồi một số tiền nữa. Mà chị để mà kêu gọi mang đăng quánh to chứ mà này rồi đâu. Dạ. cũng có ruộng có trời chứ lặt nước núi thôi rồi. Tại vì thôn Hòa Đức là cũng vẫn có ruộng, nhưng mà Hòa Đức nhưng mà đấy là khu riêng của tái định cư. Là ba con là dễ sống nước lên, là không có ruộng, cho con ba con ngoài làng chính thì có ruộng. Còn đây thì thôn này là Hòa Đức 2 này là mới thành lập tại định cư khoảng 3-4 năm. Lâu rồi. À 699 chứ là mười mấy năm. Nhưng mà cũng không có ruộng. Rồi ba con. Là thấy ước chi mà mỗi hoang cảnh, mỗi bạc, mỗi mê chứ đi được 2 bộ gạo cũng đỡ hết. Cho được mình báo mà con cũng chuẩn bị áo quần để mà kịp mà đem về cho mấy bạc mấy mì nữa chứ.
cô là cô là cho cả chị nhỏ dân vô cư đi là cực sống luôn. Dạ cũng có ruộng là cả đó rồi đi làm cỏ không mấy gạo ra cái đỡ cái gạo bắt thêm của ai bữa nay gạo rồi cũng vô mua con là đỡ. Dạ mà đây lục bão thì chứa nước sông Bồ đấy là khủng khiếp. Bên sông đi là cũng đi làm chai đợi được này ngập đến tại nhà lục là ngồi tổ ăn nha cỏ thì ăn chứ không ăn này chứ mà nắng mà đi được. Năm 2000 lục to là đây là cũng phải 3 mét mê hết gần chậm mãi đúng không á gần chậm mãi. Dạ. Có nữa là lụt đồng cá, lụt cái lụt hết biệt đậu. Dạ, có chỗ mình đậu ăn luôn. Điền thì cốc nữa. Đấy có nước sạch cho mẹ hả? Có, cái nước sạch rồi. Điền, điền đai đầy đủ rồi hả? Dạ, điền đai đầy đủ. Dơ cái biệt đậu nữa là có như bơ mê là cái cỏ ruộng tớ không có thiểu ra. À, cái đợt mẹ chi kể đó là do thiểu, thiểu. Cũng có này chống lượt ngập quả bà cũng có gạo nậu lắm. Có gạo bánh tinh linh nó cũng có gạo luôn mà đi mua cũng đúng rồi đấy nó xuống nó thuộc con trùng rồi. Về có tích vứt ngắn sống cắt trở. Có đi là bỏ ra cái tô nở. Dạ. Rồi bà ăn trộn mũi. À chị vô. Dạ mấy vàng mà chảo với chị rồi. Cơm khố đó. Chị vô. Mì sáng tàu hay chứ mai một con bắt chữa kiểu đó. Con về con tích vứt bích đấy. À rồi à. Đấy con về con phơi cơm phơi khô. Để dư trữ lục bà cấp điện á, à, có những mê sáng tạo, có những mê là quả ok luôn, dạ, cũng là luôn có kiểu đơ đó, à, dạ, rồi con mày mê đơi cho con chuột khác, mày chậu ở đấy cũng rất là tồi, à, những cái món quà mà ba có rất là hưởng hưởng. Dạ, con kính thưa quý ông mẹ, quý cô bác, anh chị. Hôm nay thì con được sự gửi gắm của chị Kim ở Cali và chị Tiên ở Mỹ về đây giúp bà con là 70 phần quà. Một phần như vậy là một con gà ngon 10kg, 140.000, một chai dầu ăn 35.000, một gói hạt nêm nửa kg 24.000. Tiền quà là 199.000, 300.000 tiền mặt nữa. Một phần quà như vậy là 499.000, nhân cho 70 phần là bằng 34.930.000. Và bảy và mẹ chị thì gửi về là 36.000, và trong cái đó chị là 34.930.000, thì còn lại là 1.070.000 thì tăng trả tiền bao bì và xe vận chuyển như là xăng xe xăng cố đi lại. Đây là quà của chị Kim và chị Tiên. Chị Kim thì ở Cali mà chị Tiên thì ở Thái Xịt. Mấy mẹ mẹ ó có quà là cách tính cũng thấy hạnh phúc. Dạ. Mấy mẹ mẹ ó về ăn cơm ngon miệng hết. Dạ. Gạo đấy là gạo ngon, mẹ mẹ đó, mẹ ó là đổ được ít thôi. Dạ. Thôi dẻo quá. Cảm ơn bác. Cảm ơn chị con lên chị lên qua đây giúp cảm ơn bà con năm nay hy vọng mai một con và cả bên giúp bà con. À dạ. Cảm ơn chị. Hai chị ở Mỹ. Dạ, hai chị ở Mỹ mẹ chứ không phải của con. Chúc mẹ sức khỏe mẹ hê. Chúc mẹ tắm mẹ. Con tắm luôn giờ. Rất là mẹ cả. Dạ, mẹ. Chúc mẹ mẹ. Rất là cả. Tắm. Mẹ tắm. Cảm ơn chị tắm. Dạ, mẹ chị. Dạ, chứ không phải của con. Cảm ơn nhau mẹ tắm. Dạ, dạ. Em tắm nữa. Dạ. Nó chơi nhỏ. Dạ. 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 Chị ở Mỹ.
Cảm ơn hai chị. Cảm ơn. Vì cái điều kiện là đây là một cái xóm dân cư. Còn cái xóm chính ở ngoài cách đây xa mấy cái số là thì cũng có rất là nhiều hoàn cảnh bây giờ đau ốm không đi nhận được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là những ngày tránh thủ nắng thế này thì bà con đi rừng để làm tràm, cho nên các cháu nhỏ trẻ phải đi nhận giùm cho các ông mẹ của mình. Thì mong quý nhà hảo tâm cũng như là quý vị khán giả thông cảm, kẻo sau này là cứ nói sao mà thấy trẻ nhỏ đi nhận nhiều. Rồi xin mời bà con nhận quà. Thế rồi mời bà con nhận. Quay cái phiếu đấy. Phiếu nhận qua YouTube Huế Thương, họ tên Võ Văn Theo, địa chỉ Hòa Đức, Bảo Tràng, rồi nhà văn hóa thôn, rồi nhận qua khi đi nhận qua nhớ mang theo phiếu, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét phòng chống dịch Covid-19. Thiệt cái chứ. Ghê. Có ai đời nó không có theo. Chắc có cái nón nó đẹp ra để lại cái nón kỷ niệm cho Huế Thương được phải. Cảm ơn con. Con bây giờ như vậy là con lại bổ xuất
bốn suất này là những cái trường hợp quá sức đặc biệt. Bây giờ thì nhờ em trộn nhận giúp về để trao cho mấy mẹ. Thật sự rất thay mặt cho nhân dân thôn Hoa Đức, em cảm ơn đoàn và hai chị đã có tấm lòng gửi số tiền về thiện nguyện cho bà con. Bà con rất chi là mừng, thì bản thân em rất là mừng hơn ai. Bốn triệu, bốn hai, ba, bốn, năm, sáu, triệu. Dạ rồi, và thay mặt cho những dân thôn Hoa Đức và những thân quà đặc biệt, những hộ bệnh, những hộ khẩu này là bị bệnh tai biến và bệnh hiểm nghèo, rất chi là cảm ơn và gửi lời đến đoàn lời chúc sức khỏe hai chị và hai chị là chị Tiên với là chị Kim. Dạ, gửi cho em thay mặt gửi lời đến chị Tiên và chị Kim cảm ơn cả tấm lòng của hai chị quá tuyệt vời. Dạ, mong rằng chị luôn sức khỏe trẻ đẹp và bình an trong cuộc sống. Chúc chị luôn luôn thành công trong ngày mai. Dạ, có cơ hội để về thăm bà con thêm nhiều hôm sau. Đó, đúng rồi. Rồi, rồi. Vậy là sáng hôm nay bà con khó khăn cũng như là các ông mẹ già cả neo đơn ở thôn Hoa Đức, xã Phong Hoa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế rất là hưởng hưởng có được món quà chuẩn bị mua mũ bảo của hai chị rất là lớn, đó là chị Kim và chị Tiên. Trân trân rất là cảm ơn hai chị. Trân trân cũng chân thành cảm ơn quý ông bà, quý cô bác, anh chị em như cả bà luôn ủng hộ cánh Trân Trân hiểu thương đồng viên mỗi ngày. Trân trân kính chúc cả đại gia đình luôn bình an sức khỏe và hạnh phúc.